Anh Huy, nhận làm poster đúng không? Đúng rồi em. Anh Huy, thiết kế cho em một cái poster cho em ở nhà mình. Cái đầu em nó phải có lúc đỏ, cái mẹ em chứ lúc nó bự lên. Xong rồi cái thân hình em nó phải đồ sộ như là anh Phạm Bảo Lâm, anh Đức Phạm Bảo Lâm đúng không? Xong rồi nói chung á, cái nhìn tổng thể là nó phải hài hòa, nhưng poster cũng có lý quýt vậy á. Đó, cứ vậy á, anh Huy cứ làm thì tiền bạc với em không thành poster. Tiền bạc với em không thành poster. Ok, anh làm được. Poster này là giá 2 triệu. Vậy, diện có tấm hình 2 triệu 500 được không? 500 sao được mà 500, anh làm rất là có tâm và anh sẽ làm cho em trở thành một ngôi sao Hollywood luôn. Thôi, giờ em chốt luôn, 550 ngàn, giấy rầu, giấy rầu. Giờ 2 triệu làm thâu, giấy rầu, giấy rầu. Ủa xin mà. Anh ơi, thiết kế một cái poster bao nhiêu tiền? 2 triệu em ơi. Ok anh luôn, mà anh làm gì cho em? Thì như em mong muốn á, thì anh đầu tiên anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm dáng của em đẹp lại, sau đó anh sẽ làm cái dáng của em làm sao nhìn được đô như sĩ. Đồng thời anh sẽ làm cái tổng thể poster, nó sẽ là như một cái poster phim Hollywood tầm cỡ thế giới. Em thấy sao? Lầm không? Ok, lầm luôn anh. Anh Huy hay quá trời. Mà em nói thiệt với anh là còn 5 triệu mà. Hả? Anh làm cho em chỉ đau cái hình em ra. Em lấy chân nữa không được anh? Em lấy chân nữa.